Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục về được một ít đẩy các bác này. Đẩy có 4 con đẩy Nhật hay các bác ha, rất là khủng long luôn. Đẩy một con là Ramsa QB9600 các bác này. Đẩy con này siêu khủng ha. Và trong đây thì em về được 3 con Yamaha. Đẩy con nào cũng mấy chục sò các bác. Toàn là 40 mấy, 50 mấy ha và 60 sò. Đấy. Rồi, và ở phía trước này thì em có một bộ rề bao các bác ha, rề bao LOD này. Đấy, HMA 3780. Đấy, cái rề là HCA 4580 ha. Đấy, một bộ rề bao siêu đẹp luôn các bác này. Đấy, hai cái đèn vu ha. Rất là đẹp, khi mà các bác mở nhạc nó sẽ vẫy theo ha, và nó có đèn bên trong. Đấy, đây là con rề đây. Con rề thì chỉnh âm sắc ha, còn con bao thì các bác đấu loa. Đấy, nó là phần công suất ha. Đấy, đánh được cầu A cầu B này. Một nút nguồn này các bác này. Rồi, và con rề thì bát chép này. Ba lăng. Đấy. No led này các bác này. Volume ha. Đấy, mặt phay nhôm trắng còn sáng bóng luôn. Đấy, bộ này thì còn mới lắm, các bác ghép những cặp loa bass 25 ha, hoặc là bass 20, các bác nghe nhạc ha, rất là hay. Đẹp các bác. Điện 100V ha, made in sao băng. Đấy, con rè đây các bác này. Còn con bao đây. Đấy, điện 100V, công suất là 90W ha, made in sao băng. Hai cầu loa AB, trở kháng là từ 6 tới 16 ha. Đấy, những đường vào AUX tuner này các bác này. Đây, con bao thì chỉ có một đường vào thôi ha, cắm từ cái con rè này xuống ha, cắm từ rè xuống đây. Đấy. Rồi, vậy em sẽ mở cho các bác xem bên trong cái nội thất ha. Đầu tiên là con rè trước này. Đây là bên trong con rè ha. Đấy, con rè thì là mặt âm sắc thôi các bác ha, mặt âm sắc ha. Rồi, vậy em sẽ bê xuống em quay cái con bao. Các bác cho em xem mở bằng hai tay ha. Mà hơi kẹt khớp các bác. Rồi, và đây là bên trong con bao đây. Chạy 4 sò sắt Hitachi ha. Đấy, 4 con sò sắt Hitachi. Vì mặt còn mới lắm các bác, một nguồn này, hai tụ này. Tất cả là đẹp zin hết ha. Rồi, cái bộ này em có xin báo giá cho các bác luôn. Bộ này là 2.9 triệu ha, 2.9 triệu em bao ship. Đấy, các bác ghép những cặp loa Nhật bass 20 hoặc là bass 25 ha, các bác nghe nhạc. Đấy, 2.9 triệu em bao ship bộ này ha. Rồi, và tiếp theo là một con Ramsa QB9600 này các bác này. Đấy, dòng đẩy 2 cân 2 volume ha, một đốt nguồn ở giữa đây. Con này về còn mới lắm, các bác xem qua đây ha. Mặt mũi là siêu đẹp luôn. Đấy, hai cái quai sắt còn mới này các bác này. Đấy. Rồi, và đây là phía trên ha. Con này thì cực kỳ khủng rồi, nó hơn 3000W ha. Rồi, con này em mở bằng hai tay các bác cho em xíu ha. Rồi, và các bác cùng xem tổng thể bên trong đây. Đấy, một cái nội thất cực kỳ gấu của con Ramsa 9600 ha. Một cái nguồn lớn ở giữa các bác này, nguồn xuyến ha. Đây là 8 tổ lọc đây. Rồi, và sò các bác cùng xem đây, chạy tổng cộng là 44 sò than Toshiba ha. Đây, sò Toshiba của Gia Băng này các bác. Đấy, tổng cộng là 44 sò. Đấy, rất là khỏe các bác ha. Các bác chơi full đôi 40 thoải mái luôn ha, hoặc là hai cặp 40. Đấy, chơi rất là căng các bác. Đánh cực kỳ bạo lực ha. Và chất tiếng thì cực kỳ sáng luôn. Đấy, đây, các bác xem cái nội thất này. Đấy, phải gọi là rất là mới ha. Rồi, và tiếp theo là cái phần thông số phía sau đây. Đấy, con đẩy này thì đẹp từ trong ra ngoài các bác, và tất cả là zin tuyệt đối ha. Hai quạt tản nhiệt hai bên đây. Rồi, và các bác cùng xem cái thông số này, điện 100V ha, công suất là 3400W này các bác này. Đấy, đánh từ 4 tới 8 ohm ha các bác ha. Đấy, đường vào là đường 6 ly hoặc là canon cái canon đực này. Đấy, bên A bên B ha. Đấy, một con đẩy rất là gấu à, của Ramsa. Rồi, em có xin báo giá con này luôn. Này, con này thị trường tầm toàn là trên 10 triệu các bác. 10 triệu cũng có ha, 11 triệu, 13 triệu cũng có luôn. Đấy, con này thì tình trạng là đẹp, xuất sắc ha. Đấy, con này thì em đang bán là 9 triệu 8 các bác ha. 9 triệu 8 em bao ship. Đấy, Ramsa QB 9600 ha. Dòng khủng long của hãng Ramsa này. Đấy, 9 triệu 8 em bao ship con này ha. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi, và tiếp theo là ba con Yamaha. Em về được ba con ha.
từ bé tới lớn này các bác. Yamaha BC3500 này. Đấy, con ở giữa là con BC5005 ha. Và con cuối cùng là con lớn nhất BC7500. Đấy, dòng hết số ha. Rồi đầu tiên là con 3500 này. Đấy, 2 cân 2 volume đây, một đúng nguồn đây ha. Con này còn mới lắm ha, con này hàng về còn rất là mới này. Đấy, và ở giữa là con 5005 này. Đấy, 5005 cũng còn đẹp luôn ha. Đấy, phần mặt nó hơi đốm đốm trắng trắng tí xíu các bác. Đấy, tí xíu thôi ha. Nhìn gần mới thấy thôi. Đấy, nó hơi đốm đốm ở chỗ này này. Đấy, trắng trắng. Đấy, tổng thể lại thì còn đẹp lắm. Đấy, các bác xem qua này. Rồi, và đây là con 7500 ha. Đấy, các bác xem con 7500 này. Đấy. Hôm qua em mới quay bố con đẩy ha, hai con Yamaha và hai con BV. Đấy, đã bán hết rồi ha, các bác mua hết rồi. Đấy. Con 7500 ha. Con này rất là nặng các bác, chắc phải trên 30 cân. Đấy, cho nên là vận chuyển về nó hơi còng tí xíu ha. Nó hơi còng tí xíu chỗ này này các bác. Đấy, nó cấn vô cái tay ha. Cấn vô cái tay cho nên nó hơi cấn vô một xíu các bác. Rất là bé thôi ha. Đấy, và bên đây cũng vậy này. Đấy, nó hơi cấn này, các bác xem này. Đấy, nặng quá các bác, nó quăng ha. Vận chuyển nó quăng hơi cong tí xíu cái hai cái tay hai bên ha. Nhưng mà tổng thể thì các bác cùng xem này. Đấy, tổng thể các bác nhìn bình thường ha. Cái này mình để ý mới thấy thôi. Đấy, tình trạng cái con 7500 ha. Còn cái con 5500 thì nó hơi trắng trắng chỗ này tí xíu này, nó hơi đốm đốm cái gì ạ ha. À, các bác nhìn xa này. Đấy, tổng thể thì còn mới lắm. Con này thì đẹp tuyệt vời ha. Rồi, và em sẽ mở cho các bác xem bên trong đây. Nắp lưng thì có xước sát nhẹ nhẹ ha. Nói chung là hàng bãi Nhật về, cho nên là cũng phải có một ít xước sát các bác ha, dăm dăm. Rồi, và tiếp theo là con 7500 đây. Đây, các bác cùng xem cái thiết kế rất là gấu ha, của hãng Yamaha. Ba con này là đời cao ha. Đấy, đầu tiên là con 3500 này. Đấy, con này thì vừa phải cho nên nó xài một nguồn ha, một nguồn thôi. Đấy, vĩ mặt các bác xem cực kỳ gấu luôn. Đấy, và con này nó chạy 2 4 6 8 10. Nó có hai lớp các bác ha. À, nó có hai vế, một vế trên là 10 con này và ở vế dưới nữa ha. Đấy, một vĩ như vậy nó có hai vế sò các bác. Đấy, tổng cộng bên đây 20 sò này, bên đây 20 sò là 40 sò than các bác ha. 40 sò than, công suất tổng là 1000W. Lát này sẽ quay cái thông số cho các bác xong. Đấy, con này chạy 40 sò ha, tất cả là zin tuyệt đối hết, đẹp zin tuyệt đối hết ha. Đấy, và qua con 5005 này thì nó lên hai nguồn các bác, hai nguồn ha, nhưng mà chưa lớn bằng con này nguồn bự hơn các bác, nặng hơn ha. Đấy, con 5005 là hai nguồn rồi này. Đấy, và sò các bác cùng xem đây, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ha, 13 với 13 là 26. Đấy, 26 với 26 là 52 ha, 52 con sò than các bác, 52 sò than ha, cực kỳ gấu luôn, công suất 1500W ha, công suất tổng. Đấy, 52 sò, tất cả là đẹp zin hết ha, đẹp zin nguyên bản hết. Rồi, và qua tới con này. Đấy, con này thì tổng cộng là 60 sò các bác ha. Đấy, con này thì em đếm rồi, tổng cộng là 60 sò, các bác xem full luôn này, hết số ha. Mỗi vế là 30 con, hai vế là 60 con. Đấy, và nguồn rất là to và cực kỳ nặng ha. Con này rất là nặng các bác, tầm 30 ba mấy cân ha. Đấy, tất cả là zin hết, tất cả là em bao zin tuyệt đối cho các bác ha. Rồi, và cái thông số phía sau của con 3005 đây. Đấy, phía sau đây ha, những đường vào này. Đấy, con này thì điện 100V này, điện 100V ha, công suất tiêu thụ 450W, made in Japan. Và đây là công suất ra loa ha. Đấy, đánh drift lại là 1000W tổng ha, đánh CT là 500W một cân ha, trên 4 ohm, đánh từ 4 tới 8 ha. Đấy, CT là từ 4 tới 8 này các bác, đánh drift là 8 tới 16. Drift là các bác đánh chập cân này, ha, đánh một cân một thôi, một cầu một ha. Đấy, các bác dành cho các bác đánh sub. Đấy, nhưng mà mình chơi loa bình thường thì mình chơi chế độ CT ha, là từ 4 tới 8 ohm. Đấy, là 500W một cân các bác ha. Đấy, các bác chơi những cặp full 40 thoải mái rồi. Rồi, và qua con này cũng vậy ha, thiết kế như vậy luôn. Đấy. Đấy, như nhau các bác, con này đời cao hơn. À, không phải đời cao hơn nhưng mà nó là model lớn hơn ha, model nó lớn hơn. Đấy, điện 100V các bác ha, hàng nội địa Nhật này, điện 100V.
Rồi, và con này là công suất tổng này, đầu đít là 1500W ha. Còn CT là 750W một cân ha. Đây. Đấy, đánh từ 4 tới 8 này. Đấy, 1500W tổng ha. Rồi và qua tới cái con 7500 này. Con này là lớn nhất ha. Con này là mát là 200W các bác ha. À xin lỗi các bác, mát là 2000W ha. 2000W. Đấy, 1000W một cân ha. Các bác đánh CT 1000W một cân các bác. Đấy, và con này thì một cái nút vặn nó hơi bị mẻ này các bác này. Đấy. Nhưng mà xài bình thường ha. Vặn ra vặn vô bình thường, xài bình thường các bác ha. Vận chuyển nó bị mẻ. Đấy. Này dính một ít rồi. Con 7500 ha. Siêu gấu luôn, 2000W, chơi full draw 40 ha hoặc là hai cặp 40. Còn con này các bác có thể chơi được full draw 40 cũng được các bác này. Này, hoặc là các bác đánh muốn bền đẩy, đẩy thì các bác chơi hai cặp 30 ha. Rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi và cuối cùng là giá con 3500 này ha. Con này là 8 triệu các bác ha. 8 triệu đồng em bao ship này. Đấy, và cái con 5500 này bình thường nó tầm 10 triệu ha. Hôm nay về nó hơi đốm đốm tí xíu cái mặt này các bác. Đấy, các bác nhìn nghiêng mới thấy thôi. Nhìn thẳng thì nó hơi khó thấy ha. Nó bị đốm đốm cái gì trắng trắng á. Đấy, nhưng mà tổng thể thì các bác nhìn còn đẹp ha. Đấy. Rồi con này hôm nay thì để cho các bác bình thường nó 10 triệu ha. Hôm nay để cho các bác 9 triệu các bác. 9 triệu ha. Nếu mà nó đẹp, nó đẹp xuất sắc luôn á thì nó là 10 triệu các bác. Đấy, con này nó hơi đốm mặt tí xíu thôi. Rất là bé các bác, nhìn li ti nhỏ nhỏ thôi ha. Đấy, 9 triệu bao ship này. Và con 7500 này, đấy, bình thường nó tầm 12 triệu rưỡi ha. Tầm 12 triệu rưỡi mà hôm nay nó về nó hơi cong nhẹ ha, nó hơi cong nhẹ hai cái tai. Cong nhẹ thôi các bác. Đấy, không phải là cong nhiều đâu ha, rất là nhẹ thôi. Đấy. Con này thì bình thường là 12 triệu 5, đấy hôm nay em để cho các bác con này là 10 triệu 5 ha. 10 triệu 5. Đấy, rẻ hơn 2 triệu các bác. 10 triệu 5 em bao ship ha. Rồi bác nào quan tâm thì các bác liên hệ giúp em. Đây 0981 384842 và em cũng xin chào các bác nhé.